Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Sáng hôm nay là tụi em sẽ đi chợ vì bà bầu bà thèm những cái món rất là độc. Ăn steak nè, rồi ăn gì nè em? Mua củ lùng ở Mỹ mà đòi ăn củ lùng, nói gì nữa? Xoài non đó. Sáng nay là bà đòi ăn mấy món độc không à, mà ở nhà không có, và cũng đã hơn 3 tuần rồi tụi em không có đi chợ, nên là hôm nay sẽ phải đi chợ để mua đồ về dự trữ sẵn, rồi mua những cái món mà bà bầu bà thèm luôn, củ lùng nè, xoài non, với mua bánh mì ở chợ Mỹ Thuận về để ăn steak. Toàn là ăn mấy món độc mà. Bây giờ thì mời mọi người đi chợ cùng với gia đình bằng nha. Tụi em đã ra tới ngoài đường Busa rồi mọi người ơi, và hôm nay trời rất là đẹp luôn á. Có lẽ chắc là lâu quá không có ra khỏi nhà nên là ra nhìn bầu trời trong xanh. Trời ơi bé Ray, bé Ray nó không có thích xe ngừng lại. Rồi, chạy rồi. Nó thích xe là phải lúc nào cũng phải chạy nó mới chịu nín. Wow, trời đẹp quá. Biết là bà bầu bà nghe ai nói bà coi trên YouTube gì đó hay là Facebook gì đó mà thấy người ta nói ở chợ đó có bán củ lùng với xoài non, còn mấy đồ hàng hiếm ở Mỹ không à. Có bầu mà đồ ăn toàn thứ hàng hiếm không à. Bằng đã tới chợ nè mọi người ơi, nhưng mà bây giờ là kiếm parking hơi khó đó, không biết bữa nay làm sao mà chợ đông dữ vậy. Có lẽ là cuối tuần nên là mọi người tranh thủ đi chợ, quá trời đông luôn. Với cái chợ này thì bạc kinh rất là ít, nên là kiếm bạc kinh cũng cực lắm ạ. À, đông quá. Chợ này ít bạc kinh. Trời ơi, ông ơi, chim nè con. Chim nó đứng quá trời đây luôn á. Chim sẻ quá hả? Chim sẻ. Trời, chim sẻ nó bự quá. Chim sẻ ở Mỹ nó bự ghê. Nhung nhung cúc quá. Ăn ngon quá mà. Ôi mà nó không sợ người thấy không? Người đi ra mới đợi dưới chân thấy không? Ừ. Ông muốn coi không? Mẹ cho con coi nha. Mẹ cho con coi chim nha. Thôi đừng ăn nha, coi đi. Coi chim nha. Rồi ba đi, đi khỏi xong coi chim. Rồi đứng đây coi nha. Trời ơi tội nghiệp chưa? Trời, thấy hôm nay không được ra đường. Thấy chim la kìa. Lâu lắm rồi tụi em không có đi vòng vòng chỗ này. Từ lúc dịch bệnh tới giờ với tới đi khám bệnh đồ. Chứ còn không có đi mà. Mình có xe sắp ra hả? Vòng vòng để chơi. Ồ vui vậy hả? Quay sao vậy hả? Wow. Hai ba cái luôn. Wow. Rồi, có bọc kính rồi. Rồi đầu trước cửa tiệm bánh mì Sài Gòn luôn. Mua bánh mì sao? Wow. Mua bánh mì sao hả? Ừ. Ok, giờ vô chợ trước ha. Rồi, đeo khẩu trang vô. Nó ơi. Ừ, đeo khẩu trang vô con. Ba lấy bình xịt cái chiếc xe kia rồi đẩy đây chứ. Ừ. Hello. Trời ơi, tội nghiệp. Bây giờ tụi em vô chợ đây. Xin chào cô chú, xin chào các bạn vô tay. Shopping center ở kia. Tụi em tới chợ Mỹ Thuận rồi nè mọi người ơi. Chợ Mỹ Thuận nha. Ok
Lấy cái màu xanh đó. Lấy thằng spray xịt. Đẩy cái này vô lại. Xịt cái này cho con cầm nha. Rồi ba xịt cho con. Thôi đưa mẹ đẩy hay sao ba? Wow, lâu lắm rồi mới quay mới được ngồi xe nha. Ba quay coi thử coi. Từ từ đóng luôn. Quá trời ngon luôn. Còn chuối sấy em. Có, ừ. Bữa năm nay nó bán chuối. Mứt gì? Mứt dừa. Mứt bí. Mứt bí hả? Mứt bí. Mứt bí. Này kẹo mãng cầu nha. Thôi, hồi nhỏ thích ăn này lắm nha. Nhưng mà nó ngọt lắm nha. Quá trời luôn. Bây giờ đi kiếm xoài non cho mẹ nha. Sao đó? Hả? Ăn mẹ đẩy xe con. Rồi. Để cho mẹ mày đẩy xe. Ô, đu đủ nè em. 4 trái 9 đồng à? Hả? Hồng sấy cốc nè, bữa thèm mà. Bao dừa non. Ở đâu xoài non, ở đâu? Cái gì? Củ cải to rồi. Mớp. Củ này củ gì vậy ta? Lần đầu tiên mới thấy luôn. Củ vô nó cười á. Củ cải Hàn Quốc hả? À, đỏ chét á. Ôi là hàng gì mà đi ăn cái gì á, à, tofu á, thấy nó có là chắc là củ cải đó hả? À, khoai lang này nhìn ngon quá vậy, nhìn ngon quá vậy. Củ nhỏ nè. Nhìn. Cũng được á, nhìn ngon á. Rồi mấy củ nhỏ ăn ngon nè. Hả? Lấy ít đi. Mẹ lấy túi đi em, bà coi con cho. Phải đây này ngon quá mọi người. Ở đây cái củ phải lan nào nấy nó to tổ bố luôn á. Lâu lắm mới thấy cái củ phải lan nhỏ vậy nè. Run 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 run
Dạ, đúng rồi, lấy cỡ nhỏ nhỏ nha mẹ. Phải đăng nhật á, 2 đồng 19 sen một phao. À, cũng rẻ. Ít khi nào thấy phai lang nhỏ lắm, ở bên đây toàn phai lang bự luôn không. Đây đây, đó. Bên đây toàn phai lang này. Phai lang này thì rẻ lắm. Bự vậy nè. Ăn dở ẹt à. Thử lấy cái máy. Ừ. Nhà này mắc cười quá. Rồi đi. Quay hàng rau. Yeah. Ơi cải non nè. Trời ơi cải này ăn bánh xèo là hết ý luôn á. Trời ơi cải con. Ủa thì cải này ăn bánh xèo được mà. Ơi ngon vậy, cái này làm gì ăn ta, nấu canh ăn cũng được mày ơi. Mua mua một bịch đi. Mua bịch đi. Nấu canh ăn, trời ơi. Sao mà chợ này có nhiều cái đồ hiếm vậy ta. Lâu lắm rồi em mới thấy cải này á. Có không? Có, thành phố có hả? Ồ. Ăn này không? Tần ngô. Em rất là thích ăn canh tần ngô nha. Lấy một bịch đi. Không hả? Bà bầu không cho ăn. Mẹ mẹ, cái này để về mình xử mấy hộp tàu hũ nha. Không hả? Không luôn. Bà bầu muốn gì thì mua đó thôi. Măng. Cái măng này không ngon bằng cái măng trong cái bịch. Lobster. Hello. Ủa con này mất cái càng rồi. Hình như là mấy con mất càng rẻ hơn không ta. Này là nghêu. Nghêu to ghê. Cua. Ốc hương Cali. Ủa sao ở đây kêu là ốc càng ta? Ở chợ bên kia kêu là ốc hương. Ốc càng. Nè ghi nè. Ồ cá. Cho cá ăn đi anh. Cho cá ăn đi con. Cho cá ăn. Bự quá sợ. Cho cá ăn đi. Ừ. Cá bự quá. Trời ơi, như cái hồ cá kiển vậy trời. Anh nghĩ sòi non đâu có đông lạnh, sòi non nó sẽ để trên phu sòi. Có không? Hả? Em quay qua coi lại lần nữa đi. Sòi đó đâu phải sòi non, nó sòi ken mà phải không? Có bán ngò ôm nè. Thôi là... Năm nay không có hồi Tết. Thôi bây giờ đi mua bánh mì thôi. Tình hình là ở trong chợ Mỹ Thuận nó không có củ lùng với sòi non giống như trên Facebook.
chúc mừng nhau, hạnh phúc ấm no một nhà. Xuân về đây, đầu năm chúc sĩ nông công thương lợi danh trên vùng cao. Người chiến sĩ cho chan chiến công mừng xuân, đẹp một mùa xuân yên vui. Những đôi nhân tình chờ xuân đến keo sơn, gió xuân tràn hòa. Rồi, bánh mì đấy. Yeah, mấy anh. Giờ đây là ăn bánh mì. Rồi, chờ mấy anh ăn đi. À. Thì bánh mì này lúc nào cũng đông ha. Ba, à. Ăn kìa. Ăn kìa mẹ chưa? Chiên ăn bánh mì không? Cái này là chùm bánh mì không? Nó giống như ông nội nó giống như mẹ nó, rồi nó giống như ba nó luôn. Chiên ăn bánh mì không? Từ đây về tới nhà là một mình nó làm cho cũng phải hết 1/3 cây bánh mì baguette đó. Ok, bây giờ tụi em đi về thôi. Bây giờ quay đường cho mọi người coi nha. Ủa, em gọi qua chợ Thuận Phát có không? Bà bầu vẫn chưa bỏ cái ý định đi tìm sòi non với củ lùng. Không biết ai trên Facebook nói là ở chợ Mỹ Thuận có bán sòi non với củ lùng, là sáng nay bắt em phải đưa đi mua ăn cho đã thèm. Mấy người mà bầu khổ ghê luôn. Em gọi đi rồi có gì anh chạy bánh cho. Chạy vô thì gọi thử coi có không. Bây giờ để bà bầu có gọi qua chợ Thuận Phát, bà hỏi coi bên đó có củ lùng với sòi non hay không. Còn nếu không có thì chắc sẽ đi về luôn. Xoài nhỏ xoài non á. Chắc có nhiều người bên đây không biết xoài non. Có củ lùng mà. À, chắc anh biết củ lùng. Ok. Dạ ok, vậy cái gì anh thấy. Có hả? Có xoài non còn củ lùng à. Anh con trai đó không có biết đâu. Ok. Rồi, vậy là chợ Thượng Phát có bán xoài non nha mọi người. Bây giờ sẽ chạy qua một bên để mua. Ok, bây giờ quay đường cho mọi người coi nè. Trời ơi, coi kìa. Thương thương bạn bánh mì. Trời ơi, mẹ nó thì thèm củ lùng, xoài non, còn nói thèm bánh mì không. Hú cha. Trời ơi, ăn nghe thương quá vậy. Ngon không? Rồi, bye bye cô chú đi, tạm biệt. Giờ con đi ăn nha. Mì gió của chú, giờ con đi ăn. Rồi, bye bye. I love you. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.